Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách cánh diều qua sách và bài tập bài 42 tiết 2. Rồi trong video hôm nay các em sang bài tập số 3, đánh dấu check vào các tấm thẻ viết phép chia có thương lớn hơn 5. Trước hết là các em thực hiện từng phép chia một. 219 chia cho 44. Rồi các em chia từ trái sang phải, chia cho số có hai chữ số. Các em chọn hai chữ số để chia. Nếu hai chữ số mà bé hơn không chia được thì các em chọn cả ba chữ số. Ở đây 21 bé hơn 44 không chia được. Cho nên các em lấy 219 chia cho 44 và cách nhẩm như sau. 219 làm tròn thành 220. Các em nhớ làm tròn đến hàng chục nha. 219 làm tròn thành 220. 44 làm tròn thành 40. 220 chia cho 40. 22 chia 4. 24 chia 4 được 6. Vậy 22 chia 4 được 5. 5 x 4 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 5 x 4 bằng 20, thêm 2 bằng 22. 220 lớn hơn 219. Như vậy là các em chọn thương là 5. Là nó hơi lớn. Vì vậy chúng ta cần phải điều chỉnh thương xuống một đơn vị. Tức là các em lấy 4 thôi. Các em nhớ trong khi ước lượng, nếu chúng ta ước lượng chưa chính xác lần đầu thì các em có thể điều chỉnh. Các em điều chỉnh đến khi nào được thì thôi. Ở đây các em điều chỉnh 5 xuống một đơn vị, ta lấy 4. 4 mà không được thì ta lấy 3. Được chưa? 4 x 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 4 x 4 bằng 16 thêm 1 là 17. 219 trừ đi 176 bằng 43. Ở đây số dư là 43, nó bé hơn số chia là được rồi. Các em lưu ý là số dư luôn bé hơn số chia, không được bằng và lớn hơn số chia. Như vậy ta được thương là 4 và số dư là 43. Ở đây chúng ta chọn những phép chia mà có thương lớn hơn 5. Phép chia mà có thương lớn hơn 5. Thương nó chính là cái số này này. Thương đây là 4, còn đây là số dư nha. Thương là 4 mà chúng ta đang tìm những phép chia có thương lớn hơn 5. Như vậy phép tính này chúng ta bỏ qua. Tiếp theo là 92 chia cho 18. 92 làm tròn thành 90. 18 làm tròn thành 20. 90 chia 20. 9 chia 2. 10 chia 2 được 5. Vậy 9 chia 2 chỉ được 4. Ta ước lượng thương là 4. 4 x 8 bằng 32, viết 2 nhớ 3. 4 x 1 bằng 4, thêm 3 bằng 7. 92 trừ đi 72 bằng 20. Rồi, 20 nó lớn hơn 18. Như vậy ta vẫn được thêm một lần nữa. Do đó các em cần phải điều chỉnh thương lại. Trong trường hợp này các em phải điều chỉnh thương lên, chứ không phải là điều chỉnh thương xuống nha. Điều chỉnh thương lên, bởi vì chúng ta vẫn còn được thêm một lần nữa này. 4 kem điều chỉnh lên thành 5. Kem điều chỉnh lên thành 5. 5 x 8 bằng 40, viết 0 nhớ 4. 5 x 1 bằng 5, thêm 4 bằng 9. 92 trừ 90 bằng 2. Vậy ta được thương là 5 và số dư là 2. Chúng ta đang đi tìm những phép chia có thương lớn hơn 5. Ở đây thương bằng 5 thì phép tính này chúng ta cũng bỏ qua. Số dư là 2 thì chúng ta kệ nó nha. Chúng ta chỉ quan tâm đến thương. Thương nó chính là cái số này này. Các em hình dung được chưa? Các em sang phép chia tiếp theo là 358 chia cho 72.
358 làm tròn thành 360, 72 làm tròn thành 70, 360 chia cho 70, 42 chia 7 được 6, vậy 36 chia 7 chỉ được 5 thôi, được chưa? 5 x 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1, 5 x 7 bằng 35, thêm 1 bằng 36, 360 nó lớn hơn 358. Như vậy các em cần phải điều chỉnh thương lại. Các em ước lượng 5 là hơi lớn, các em điều chỉnh 5 xuống một đơn vị. Ta lấy 4 thôi. 4 x 2 bằng 8. 4 x 7 bằng 28. 358 trừ đi 288 bằng 70. Như vậy ta được thương là 4 và số dư là 70. Phép chia này có thương, à bé hơn 5. Phép chia này chúng ta cũng bỏ qua. Tiếp theo là 288 chia cho 36. 288 làm tròn thành 290. 36 làm tròn thành 40. 290 chia cho 40. 32 chia 4 được 8. Vậy 29 chia 4 thì chỉ được 7 thôi. Các em ước lượng được 7. 7 x 6 bằng 42, viết 2 nhớ 4. 7 x 3 bằng 21, thêm 4 là 25. 288 trừ đi 252 bằng 36. 36 chia cho 36 thì chúng ta vẫn được thêm một lần nữa. Như vậy các em cần phải điều chỉnh lại thương. Trong trường hợp này các em điều chỉnh thương lên một đơn vị. Các em lấy 8. Các em lấy thương là 8. 8 x 6 bằng 48, viết 8 nhớ 4. 8 x 3 bằng 24, thêm 4 là 28. 288 trừ 288 bằng 0. Rồi như vậy là chúng ta tìm được phép chia đầu tiên có thương lớn hơn 5. Các em đánh dấu check vào ô này. 280 chia cho 33. 280 là số tròn trục rồi. 33 các em làm tròn thành 30. 280 chia cho 30. 30 chia 3 được 10. Vậy 28 chia 3 chỉ được 9 thôi. 9. 9 x 3 bằng 27, viết 7 nhớ 2. 9 x 3 bằng 27. Thêm 2 là 29. 297 lớn hơn 280. Vì vậy các em phải điều chỉnh thương xuống một đơn vị. Các em lấy thương là 8 thôi. 8 x 3 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 8 x 3 bằng 24, thêm 2 là 26. 280 trừ đi 264 bằng 16. Rồi như vậy là ta được thương là 8 và số dư là 16. Phép chia này có thương lớn hơn 5. Các em đánh dấu check vào ô trống. Tiếp theo là 232 chia cho 29. 232 chia cho 29. 232 ta làm tròn thành 230. 29 làm tròn thành 30. 230 chia cho 30. 24 chia 3 được 8. Vậy 23 chia 3 chỉ được 7 thôi. 7 x 9 bằng 63, viết 3 nhớ 6. 7 x 2 bằng 14, thêm 6 bằng 20. 232 trừ 203 bằng 29. 29 chia cho 29 thì chúng ta vẫn được thêm một lần nữa. Như vậy các em điều chỉnh thương lên một đơn vị. Các em điều chỉnh thương lên một đơn vị. Tức là ta lấy 8. 8 x 9 bằng 72, viết 2 nhớ 7. 8 x 2 bằng 16, thêm 7 bằng 23.
232 trừ 232 bằng 0. Ta được thương là 8. Thì phép tính này có thương lớn hơn 5. Vậy các em đánh dấu check và ô trống. Tổng hợp lại, chúng ta tìm được 3 phép chia có thương lớn hơn 5. Phép chia thứ nhất, phép chia thứ hai và phép chia thứ ba. Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Một trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học có 252 học sinh. Nhà trường thành lập các nhóm tự quản giữ gìn vệ sinh môi trường. Mỗi nhóm có 28 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu nhóm? Rồi các em hình dung 28 học sinh một nhóm. Vậy 252 học sinh thì chia được bao nhiêu nhóm? Các em lấy 252 chia cho mỗi nhóm là 28 học sinh. Hai trăm năm mươi hai làm tròn thành 250, 28 làm tròn thành 30, 250 chia cho 30, 27 chia 3 được 9, vậy 25 chia 3 chỉ được 8. 8 x 8 bằng 64, viết 4 nhớ 6. 8 x 2 bằng 16, thêm 6 là 22. 252 trừ đi 224 bằng 28. 28 chia cho 28 thì chúng ta vẫn được thêm một lần nữa, đúng không? Như vậy các em phải điều chỉnh thương lên một đơn vị. Các em điều chỉnh thương lên một đơn vị là các em lấy 9. 9 x 8 bằng 72, viết 2 nhớ 7. 9 x 2 bằng 18, thêm 7 là 25. 252 trừ đi 252 bằng 0. Vậy ta được thương là 9. Rồi như vậy chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này như sau. Hỏi có tất cả bao nhiêu nhóm? Các em trả lời là có tất cả số nhóm học sinh tự quản là 252 chia cho 28 bằng 9. 9 nhóm. Đáp số là 9 nhóm học sinh tự quản. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.